ta còn yêu, đẹp như bức tranh mời điểm màu. Phải nhạt nhòa đi chỉ khi mình chưa thấu hiểu. Quá lớn những cái tôi đã dần ghim trong những cơ hội. Nhiều lần hàn gắn lại những cung trắng thay. Thời gian dừng lại, anh sẽ mặc kệ ai đúng ai sai. Sao phải cố chấp thì hỏi đánh mất đi hết tương lai. Chẳng ai giữ lại, chẳng phải một trong hai đã phai nhòa. Hình thành những thói quen khiến yêu thương trở nên buồn vỡ. Vì yêu mà đến sao không trân trọng một nửa chân thành. Sao lại để sai trái dẫn lối đau thương hòa vào mất mát. Kiếm như nhau một chút chẳng mất một người chẳng phải đi tìm. Liệu thắng có được hạnh phúc hay trong vắng cô đơn ở lại. Liệu thắng có được hạnh phúc hay trong vắng cô đơn. Dạ thưa chủ tịch, theo nguồn tin cho con được biết thì ông Akio, chủ tịch của một tập đoàn lớn ở Nhật, hiện đang muốn đầu tư vào bất động sản ở Việt Nam. Nếu như mà chúng ta có được sự hợp tác của ông ta lần này thì Hưng Thịnh chắc chắn sẽ phát triển hơn nữa, khả năng là sẽ vươn xa ra quốc tế. Danh tiếng của ông Akio, theo tôi được biết, là một nhân vật rất lớn. Cô Linh này có mối quan hệ mật thiết với ai đó, cho nên mới biết được cái thông tin quan trọng này. Dạ, đúng như chủ tịch nói. May mắn là chú của con đang sống ở Nhật, hiện cũng đang làm ăn với ông Akio. Theo như thông tin con được biết thì cuối tháng này ông Akio sẽ sang Việt Nam. Còn ngày giờ cụ thể thì hiện tại con chưa chắc ạ. Tốt, vậy là tốt lắm. Dạ, xin chủ tịch giao việc này cho con. Được, ta sẽ giao cho con nhiệm vụ là kết nối với ông Akio nha. Dạ, nếu như có được nguồn đầu tư lần này thì dự án của con và anh Phát đang phụ trách cũng có lợi mà. Mẹ nghe nè con. Mẹ. Mẹ giúp con dặn với mọi người là đừng đi đâu hết. Sao vậy? Chiều nay con có việc quan trọng cần thông báo với cả nhà. Nhưng mà có chuyện gì? Nói rõ đi chứ. Vậy nha mẹ. Alo. Cái thằng này, có chuyện gì không chịu nói ra luôn đi. Làm hồi hộp muốn chết à. Dạ thưa ngoại, thưa dì hai, thưa mẹ và anh chị. Con xin giới thiệu, đây là Ngọc, người yêu của con. Hiện tại thì Ngọc đang mang trong mình giọt máu của con. Con nói cái gì? Nó đang mang thai con của con hả? Dạ mẹ. Dạ con xin ngoại với cả nhà chấp nhận Ngọc. Hai đứa ngồi đi, bầu bị đứng lâu không có tốt. Dạ con cảm ơn ngoại. Ngồi đi em, qua đây. Ngồi đây nè con. Qua đây ngồi kế con. Em. Sao ngồi đây vậy? Qua bên kia. Không được. Gì? Ngồi đây. Qua bên kia. Thôi, bầu bì đi tới đi lui động thai. Thôi được rồi. Hai đứa quen nhau lâu chưa? Dạ. Ông hỏi kìa, trả lời đi. Dạ tụi con quen nhau lâu rồi thưa ngoại. Quen lâu rồi, vậy mà tại sao không thấy dẫn về ra mắt gia đình, mà hôm nay lại báo một tin đột ngột như vậy? Dạ tôi hỏi cô đó. Thì cũng giống với thằng Hiển thôi. Thằng Hiển nó cũng báo tin cưới vợ đột ngột vậy. Nó cũng báo tin như trời đánh vậy đó. Dạ tại vì hiện tại là tụi con chưa có tính tới chuyện hôn nhân. Nhưng sao con ngu quá vậy?
Nhưng Ngọc đã lỡ mang thai giọt máu của con, cho nên con mới dẫn Ngọc về đây để ra mắt ngoại với mọi người. Con làm vậy là đúng đó. Nó đang mang thai thì con phải có trách nhiệm với mẹ con của nó chứ. Dạ. Con mang thai mấy tháng rồi? Dạ gần 5 tháng. Con siêu âm rồi là con trai. Con trai hả? Dạ. Ba, con trai nè ba. Con sắp có cháu trai rồi. Chị hai, chị nhìn đi. Con trai đó. Rồi bây giờ hai đứa tính sao? Còn tính sao nữa ba? Thì bây giờ tụi nó đã có con rồi, mình phải làm đám cưới cho nó chứ ba. Mai mốt á, nó đẻ con trai ra, cái à, ba vào cái chức chủ tịch tập đoàn cho nó luôn nha ba. Vậy còn con trai tôi thì sao? Trời ơi, hôm bữa đó chính ba nói đứa nào có vợ có con trước thì ba giao cái chức chủ tịch cho đứa đó. Đúng không ba? Thôi con im đi, để cho thằng Phát nó nói. Phát? Dạ. Nói cho ông nghe kìa. Dạ thưa ngoại, con tính là như thế này. Trước mắt là con xin phép ngoại, dì hai với lại cả nhà cho phép con đưa em Ngọc về đây ở tạm. Còn cái chuyện mà cưới sinh á thì sau khi em Ngọc xin em bé xong rồi mình hãy tính. Con nói cái gì vậy? Sao con ngu nữa vậy? Mẹ, tại vì bây giờ á, ba mẹ của Ngọc đang ở nước ngoài, đâu có về Việt Nam kịp đâu. Ủa vậy hả? Dạ. Ba mẹ nó đang ở nước ngoài, chưa có về kịp. Ba nghe rồi. Thôi được rồi, nhà này cũng không có thiếu chỗ, cứ để con bé đó ở lại đây. Dạ con cảm ơn ngoại, con cảm ơn cả nhà. Đây đây, cảm ơn. Cảm ơn ngoại đi. Dạ, con cảm ơn ông. Hả? Ông ngoại. Dạ con cảm ơn ông ngoại. Con cảm ơn hai bác. Cảm ơn mọi người. Con cảm ơn cả nhà. Em. Hả? Sao hai bác? Hả? Gì? Không phải hai bác. Dạ con cảm ơn hai bà. Cái gì bà? Hả? Không phải bà. Chứ làm sao? Nhà anh cái gì mà đường ra rắc rối quá. Cảm ơn vậy được rồi. Anh Kiên. Ừ? Anh chở em mua nhà anh Hiển được không? Em có mấy bài tập khó, em muốn nhờ anh chị em làm. Qua lúc này luôn hả? Ừ. Sao không được đâu? Sao vậy? Nhà anh Hiển đang có việc. Có việc thì đúng lúc quá vậy. Kỳ cục. Nè, mấy vụ bài tập đó em đừng có lo, anh cũng giỏi lắm. Em không hiểu chỗ nào á, anh chỉ cho. Không. Sao vậy? Sợ anh không biết làm hả? Nè, đừng khi dễ anh nha. Em hết muốn làm bài tập rồi. Ừ? Em muốn về nhà. Cho em về nhà đi. Uyên à, em sao mà... Sao mà ấy vậy? Sao mà dễ thương quá. Dù gì mình biết nói sao với cô bé đây. Không khéo á, làm tổn thương cô bé là chuyện lớn nữa. Không được hấp tấp, mình phải nghĩ cách mới được. Chuyện này là có thật hả anh Hưng? Thật hay giả gì tôi chưa có biết, nhưng mà thiệt là cái thằng cháu tôi nó làm tôi nhức đầu quá anh ơi. Theo tôi nghĩ thì chắc không quá một tuần anh sẽ có kết quả thôi mà. Tôi cũng mong có cháu cố để ẩm bồng, mà tôi hy vọng đây là sự thật. Mà tôi cũng không ngờ cái tuổi trẻ nó bày ra cái chuyện này, nó gạt tôi. Bọn trẻ này sao nó nông nổi vậy? Nó nghĩ là nó sẽ qua được cặp mắt của anh sao? Tôi nói thiệt xin lỗi anh hả? Cặp mắt của anh nó còn tinh vi hơn cả máy chụp X-quang của bệnh viện nữa kia kìa. Vậy? Không, nó còn hơn cả máy chụp cắt lốp nữa kìa. Anh có nói quá không vậy? Tôi không có nói quá đâu. Bây giờ anh nhìn xuống hồ kìa. Cái hồ sao? Nếu mà bây giờ anh nói ở dưới đây có bao nhiêu con vi trùng á, tôi cũng tin luôn nữa đó. Cái này là nói quá luôn rồi nha. Giỡn thôi. Hiển nè, con có nghe thằng Phát nói gì về con nhỏ đó không? Dạ không mẹ. Tại vì con với Phát mẹ cũng biết là không thân với nhau mà. Có chuyện gì Phát cũng không có tâm sự cho con biết đâu. Vậy mà mẹ cứ tưởng là lâu nay nó mê con Mỹ Linh chứ. Thì thật ra chuyện Phát mê Mỹ Linh á, con cũng biết mà.
Ủa, vậy còn cái chuyện cô Ngọc và cái thai đó là sao? Nãy mày có nghe không? Phát nói là có thai ngoài ý muốn, chứ đâu có muốn kết hôn trước đâu. Với lại Mỹ Linh cũng không có đáp lại tình cảm của Phát nữa. Thằng Phát tự nhiên đùng đùng dẫn vợ dẫn con về ra mắt. Nè. Dạ. Hai đứa con cũng phải nhanh nhanh có con đi đó. Phương. Dạ. Con có dùng biện pháp tránh thai nào không vậy? Dạ không. Dạ con không biết. Dạ không. Không. Dạ. Vậy thì mai mày dẫn con đi khám nha. Không cần đâu mẹ. Tụi con bình thường hết đó. Hai vợ chồng khỏe mạnh, con cái là của trời cho. Mình cứ từ từ rồi hãy tính, đừng có gấp gáp mẹ. Dạ đúng rồi mẹ. Ủa, gấp chứ sao không gấp con? Bộ con không nhớ ông ngoại nói gì sao? Mẹ ơi, con phải đi học bài. Ngày mai con phải đi học. Con chào mẹ. Con cũng tranh thủ về phòng nha. Mẹ nghỉ ngơi sớm nha, ngủ ngon. Yêu mẹ. Hai cái đứa này, vì muốn ông ngoại vui mà cưới nhau, thì bây giờ cũng phải muốn ông ngoại vui để mà có con với nhau đi chứ. Không được, mình phải dùng biện pháp gì đó để thúc đẩy hai đứa có con mới được. Không ngờ mình sắp có cháu nội rồi. Không được, phải tính toán coi sắp tới cần phải mua cái gì. Cô Lê. Dạ. Sắp tới cô đi với tôi, tôi cần phải mua nhiều thứ lắm. Dạ được. Khi nào cô ba cần con á thì cứ kêu con, con đi theo con phụ cô ba cho. Mà cô ba. Hả? Con thấy á, từ lúc mà cô ba biết mình lên chức bà nội á, con thấy cô ba vui hẳn ra ha. Làm con cũng vui lây luôn á. Quỷ sứ à, có cháu nội mà không vui sao được. Ê. Dạ. Dọn dẹp cho gọn gàng sạch sẽ đi. Ngày mai là ngày tốt, con bé sẽ chính thức về đây ở đó. Dạ cô ba cứ yên tâm. Alo, tôi nghe. Dạ, tôi tới liền. Tôi đề nghị nhà trường là đuổi học con bé này đi. Cái trường học mà để một thứ côn đồ quậy phá rồi đánh đập người khác ở trong trường vậy sao được? Đó, con gái tôi có cái mặt đẹp như vậy mà nó đánh, nó cào, nó cấu. Rồi mai mốt cái mặt của con tôi nó làm sao đây? Hả? Nè, tôi nói cho mấy người biết nha, lo về nhà mà bán nhà của mấy người đền cho con gái tôi đi nha. Xin chị bình tĩnh, chuyện đâu thì còn có đó. Chị hãy để cho phía gia đình của em Uyên nói đã. Sao mà bình tĩnh được, nghe nói cái gì? Dạ thưa cô, xin cô bình tĩnh một chút. Cô là ai mà kêu tôi bình tĩnh? Con là chị gái của em Uyên. Đúng là em gái con đánh em Yến là em gái con sai. Con thật lòng xin lỗi cô, xin lỗi em. Nhưng mà con mong cô lại bình tĩnh một chút để mình cùng nhau giải quyết vấn đề. Giải quyết làm sao? Bây giờ cái mặt con tôi nó trầy trụ như vậy nè. Đó, cô giải quyết làm sao đây? Con xin chịu toàn bộ trách nhiệm. Nếu mà mặt em Yến có để lại sẹo á, thì con sẽ đưa em đi xóa sẹo thẩm mỹ. Bây giờ công nghệ cũng tốt lắm, đảm bảo là sẽ không để lại sẹo trên mặt em đâu. Không, mẹ ơi, con chịu đi thẩm mỹ đâu. Con sợ đau, con sợ đau lắm mẹ ơi. Mẹ biết rồi. Nè, rồi bây giờ á, cô kêu tôi đưa con gái tôi về nhà nằm chờ, để coi nó có vết thẹo trầy trụ hay là nó hằn lên cái mặt con tôi mới chịu hay sao. Nó vậy sao cô, được con cào nó miếng có một xíu cô đừng làm quá lên vậy chứ. Một miếng hả? Kẻ cục. Ông hiệu trưởng thấy chưa? Bây giờ ông thấy không? Nè đó, ông hiệu trưởng thấy chưa? Bây giờ em nó quýnh con tôi, bây giờ chị nó quýnh tôi nữa nè, ông hiệu trưởng thấy chưa? Tôi thấy chị định tát em Uyên mà. Tôi đâu có quýnh được cái nào đâu. Cô này, đúng là em con sai, nhưng mà cô là người lớn, cô đánh em con trước mặt thầy hiệu trưởng như vậy thì cô thấy có được không? Mà tôi đánh chưa? Tôi chưa đánh được cái nào. Bây giờ mấy người muốn sao? Mấy người tự tính đi. Tôi đề nghị nhà trường giải quyết nha. Nếu mà bây giờ hiệu trưởng không làm chuyện này cho nó ra lẽ đó hả, tôi thôi cho tới luôn đó nha. Bây giờ ý cô muốn như thế nào thì cô cứ nói rõ ra. Bây giờ muốn sao hả? Bây giờ phải đưa con tôi đến bệnh viện để bác sĩ chăm sóc cho con tôi. Nè, mà bệnh viện quốc tế tôi mới chịu đó nha. Nhưng mà vết thương trên mặt em Yến đâu có nghiêm trọng đâu. Không có nghiêm trọng hả? Đó, thấy con tôi nó khóc không? Nó đau, nó rát như vậy mà không có chuyện gì lớn. Vậy mấy người muốn sao? Rồi bây giờ có giải quyết không? Không giải quyết là tôi kêu chồng tôi lên đây làm lớn chuyện nha. Dạ được rồi ạ.
Cô muốn như thế nào thì con sẽ chiều cô như vậy. Nói vậy con nghe được. Về rồi hả Uyên? Sao hôm nay con đi học về trễ quá vậy? Con tắm rửa đi, rồi thay đồ xuống đây mới dọn cơm cho ăn. Nghe má nói không? Uyên à. Gì kỳ vậy? Sao nó không trả lời? Uyên. Uyên à. Uyên. Uyên à. Uyên. Uyên. Con có sao không? Uyên. Không. Không có sao à, đi học về không chịu thay đồ nằm lăn trên giường vậy? Có bệnh không? Con muốn ngủ mới cho con ngủ được không? Ừ. Tráng mắt rượi à. Trời ơi, buồn ngủ cũng phải thay đồ đi chứ bà. Ngủ vậy thay. Rồi thôi thôi, nằm nghỉ chút xíu đi rồi thay đồ nghe chưa. Má xuống má làm cơm, một lát khỏe xuống dưới ăn nghe. Chỗ này đẹp thật luôn á ba. Trời ơi, như vậy mới biết điều chứ. Con gái của ba là cục vàng của ba chứ đâu đơn giản vậy con. Nè nè nè, nó vô rồi. Rồi rồi rồi, lên giường lên. Con có sao không? Đừng có khóc nữa con. Mọi thủ tục con đã làm xong rồi. Nếu mà tối nay cô chú về nhà nghỉ ngơi á, thì con sẽ ở lại đây để chăm sóc cho em Yến. Thôi, làm sao mà được. Con của vợ chồng tôi á, thì tụi tôi ở đây tự chăm sóc, sao mà dám giao phó cho cô được. Dạ, vậy con xin phép. Nè, cái gì mà vô trách nhiệm vậy? Ý chú là... Ý chú là sao ạ? Ý của tôi á, là từ sáng giờ vợ chồng con cái tôi chưa có gì trong bụng hết trơn. Tính để vợ chồng con cái tôi chết đói hay gì? Nè, có thấy con tôi đói lạ không? Dạ con xin lỗi, để con chạy đi mua đồ ăn cho cả nhà. Nè, mà cô biết tụi tôi ăn cái gì không mà cô lật đật cô chạy vậy? Nghe tôi dặn nè, chứ ở đó mà mua theo ý cô hả, về tụi tôi ăn không được thì sao? Bây giờ á, mua một cái tô bún bò cho chồng của tôi, mà có một cục giò ở chổng nữa. Còn tôi á là cơm sườn bì chả. Còn con gái của tôi á thì ăn một tô hủ tiếu. Mẹ ơi, cho con thêm bò viên nữa. Hủ tiếu thêm bò viên nha. Hủ tiếu thịt nạc thêm bò viên nữa. Càng nhiều bò viên càng tốt. Rồi có nhớ không? Dạ cô nhớ rồi ạ. Nè nè, cái con này nó hiền lắm. Phải diễn hơn nữa. Hành nữa. Cô ta dám từ chối không nhận cuộc gọi của mình. Nhưng mà cô ta đang bận cái gì mà không nghe điện thoại được? Phải vậy mới được. Phải biết lo lắng cho con bé. Phải biết sốt ruột khi con bé chưa quay về nhà. Vậy mới được chứ. Tôi nghe nè. Đang ở đâu vậy? Về liền đi. Tôi biết rồi, tôi về liền đây. Nè, alo. Alo. Mình chưa nói xong mà dám tắt máy hả? Mà sao lần này không có chửi vô mặt mình ta? Không bóp chát với mình. Còn cái giọng nói đó nghe chán chường mệt mỏi. Ủa, đang bị gì vậy ta?
từ từ thôi. Chị không thấy tôi đau hả? Xin lỗi em. Mẹ. Bởi vậy người ta nói cũng đúng, con không cha như nhà không nóc. Cô lo về dạy em gái của mình lại đi, mai mốt nó ra nó đánh đứa khác, gia đình người ta không có dễ dãi giống gia đình nhà tôi đâu. Dễ dãi hay không dễ dãi gì đó không biết ha, mà sau này cái mặt con gái cưng tôi chỉ cần có một vết sẹo thôi là cô phải đưa vợ chồng con cái tôi qua bên Hàn Quốc xóa sẹo, chứ ở Việt Nam này tôi không có chịu đâu. À đúng rồi đó. Nè, cô đi đâu mà bây giờ mới về hả? Gọi điện thoại thì không nghe máy. Có biết bây giờ là mấy giờ chưa? Cô nói đi, tại sao nói là về sớm mà bây giờ mới chịu về hả? Đây là nhà, không phải là cô muốn đi là đi, muốn về là về đâu. Ngoài tôi ra phải tôn trọng người lớn nữa chứ. Tôi xin lỗi, lần sau tôi sẽ chú ý hơn. Cô, cô có làm sao không vậy hả? Nói xong chưa? Tôi vô nhà nha. Bao nhiêu lần rồi, ngủ cũng tắt đèn nữa. Phương à, cô, tôi. Bộ khóc hả? Có ai làm gì đâu mà khóc. Thôi được rồi, đừng có khóc nữa mà. Bây giờ có gì nói tôi nghe đi, tôi sẽ giải quyết giùm cô, có được không? Cô giận tôi đúng không? Được rồi, nếu như giận tôi á thì ngồi dậy chửi tôi đi, chửi cái gì cũng được hết, tôi sẽ không cãi lại cô đâu. Nhưng mà cô đừng có khóc nữa. Tôi làm mọi chuyện là bởi vì á, tại vì lo cho cô thôi. Đừng có khóc nữa, đang nỉ cô đó. Anh mà kệ tôi đi, tôi không có giận gì anh hết á. Anh đi ra ngoài cho tôi đi. Rồi 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 rồi, được rồi được rồi, bình tĩnh lại. Cũng đúng, nếu giận mình là cổ đã chửi thẳng vào mặt mình rồi. Mình la rầy cổ, cổ không trả treo đối đáp như bình thường, mà chỉ một mực xin lỗi. Là sao? Có chuyện gì với cổ vậy ta? Phương nè, anh làm ơn ra ngoài tắt đèn giùm tôi cái. Rồi 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 rồi, được rồi, bình tĩnh lại. Bây giờ mình suy nghĩ lại, mình mới thấy có điều gì đó không ổn. Bao nhiêu lần thúc giục nó quen bạn gái mà nó có nghe đâu. Sao tự nhiên bây giờ nó dắt về con nhỏ này? Thưa mẹ, con mới về. Khoan. Dạ. Con ở đây cho mẹ nói chuyện với con một chút. Mẹ ơi, con mới đi ở ngoài vậy, nóng nực quá, để con lại phòng tắm cái. Mẹ nói chuyện một chút thôi, nói ngắn gọn thôi. Vậy mẹ nói đi, con nghe. Con nói thiệt cho mẹ biết, cái bào thai trong bụng của con Ngọc có thực sự là của con không? Kìa mẹ, tự nhiên mẹ hỏi gì kỳ vậy? Nếu không phải của con thì con đưa về cái nhà này làm gì? Ý mẹ là có khi nào con bị con Ngọc nó lừa không? Coi chừng có ai ăn ốc bắt con đổ vỏ đó. Kìa mẹ, con trai của mẹ bao nhiêu tuổi rồi, có phải là thanh niên mới lớn ngu ngơ khờ khạo mà phải đi đổ vỏ cho người khác đâu. Lúc mới nghe nó mang bầu với con mà lại là con trai nữa, tức thời mẹ mừng quá không có kịp suy nghĩ. Giờ nghĩ lại mẹ mới thấy có điều gì đó không ổn. Từ nào tới giờ
Mẹ giới thiệu cho con bao nhiêu người, con có để mắt tới đâu. Tự nhiên con bé nảy đâu ra mà con đem về vậy? Mẹ à, chuyện này con đã nói bao nhiêu lần rồi mà. Thật tình là con đâu có muốn cưới cô Ngọc. Chẳng qua là cô Ngọc á, cô lỡ cô mang bầu, cho nên con buộc con phải làm vậy thôi. Mẹ à, con nói như vậy á là mẹ yên tâm rồi đúng không? Thôi con đi tắm nha. Ừ. Thôi cũng không sao, thiệt cũng tốt mà giả cũng tốt. Trước mắt có đứa con cho ba vui lòng đi. Dù sao cũng qua mặt được thằng Hiển rồi. Ba cũng không còn nhiều thời gian nữa. Đứa bé sinh ra nếu không phải là con của thằng Phát thì lúc đó mình tính sao? Dễ mà. Giờ này không lo nịnh vợ, gọi tôi chi vậy sếp? Bằng mọi cách cậu phải tìm hiểu cho ra lẽ Nhã Phương đã gặp chuyện gì. Gì? Bây giờ sếp muốn tôi phải làm sao? Tôi nghi ngờ là có dính líu tới gia đình người thân của cổ. Bởi vì ngoài hai yếu tố đó ra, trên đời này không có gì làm cổ buồn như vậy hết. Rồi rồi rồi, được rồi, ngày mai tôi sẽ tìm hiểu sao, được chưa? Không có mai mốt gì hết. Tìm hiểu ngay lập tức cho tôi. Có được lý do hay nguyên nhân gì đó báo tôi liền, nghe chưa? Không phải, nhưng mà... Ê, khoan, khoan. Báo cáo tôi ngay lập tức. Gì vậy? Là sếp mình mà, đâu phải là ông cố nội mình đâu. Mà nắm đầu mình sai bất kể thời gian, chọc cho vợ giận đã rồi bây giờ lo mình vô. Quá đáng. Không làm, không làm, không làm. Trời ơi sếp ơi, sếp lấy mạng tôi rồi. Thiệt thật tình luôn á. Bây giờ mà mình chống lại lệnh á, rồi mai cái tên đó lấy mạng mình thiệt chứ không phải giỡn. Chuyện liên quan đến gia đình, đến người thân. À, có rồi. Hù. Xong hết hộp. Hù. Hết hộp cái gì? Hết hộp gì? Gì ghê vậy? Đang quạo đừng chọc nha. Sao vậy? Có chuyện gì vậy? Hẹn ra đây có gì không? À, thì anh định đi ăn chè hay là uống sinh tố gì đó. Biết là em đang có chuyện buồn nên là rủ em đi chung cho vui. Không có vui. Anh đi mình đi. Em đi về. Ê, Uyên. Cái gì? Làm gì vậy? Có chuyện gì buồn kể anh nghe coi. Chuyện riêng của em anh biết làm chi? Thì nhiều khi anh giúp em giải quyết, hoặc là có người cho em chút giận vậy thôi, để vui vẻ về nhà ngủ ngon. Càng kể càng tức à. Nè Uyên, anh nói gì nghe nữa? Nè, thì bây giờ anh sẽ cho em chút giận vô anh, sau đó kể cho anh nghe đầu đuôi làm sao hả? Anh nhớ lời anh nói nha. Chuyện gì nè? Đầu đuôi có chuyện là anh dạy á. À, anh không biết là Yên có đau không, chứ là anh đau lắm luôn á. Anh còn binh nó nữa à. À, bình tĩnh Uyên ơi. Vậy là bạn Yên đó nói xấu chị hai em. Ừ. Rồi lôi chuyện chị hai em làm ở quán bar ra. Ừ. Nói chị hai em dở trò mới có được anh hai. Ừ. Bạn Yên nói vậy là em ra tay với bạn Yên. Thì cũng là tại nó. Nó mà không nói thì em đâu có rảnh mà em nhào vô em quýnh nó làm gì. Mà nó đâu có dùa đâu anh. Nó nắm tóc cái gì nè. Nó nắm mà cái điều em thấy em bị hói một chỏm đây luôn. Thôi rồi, sắp hói rồi, sắp hói rồi. Em bị hói em tức quá. Em mới cạo vô mặt mấy đường thôi. Nhưng mà có mấy đường à. Nói với ba mẹ nó làm quá lên. Xong mà bắt chị hai em phải năn nỉ gian xin quỳ lại. Rồi còn hậu hạ với người ở vậy. Suốt mấy đường mà sao anh xót quá vậy? Anh binh á hả? Không, ý anh là bây giờ em là con gái, đánh đấm nhau đâu có giải quyết được gì đâu. Nhưng mà em tức á. Chị hai em mà không cản, em
nhậu nó chết rồi em ở tù cũng được nữa. Anh chết trước nè, anh chết trước nè, anh chết trước nè. Chứ giờ anh kêu em phải làm gì giờ? Không lẽ nó nói xấu về hai em vậy? Rồi em đứng em cười em nói cảm ơn nó đi hả? Sao mà em, sao mà em dữ quá à? Anh giận sao? Anh Bình nói anh nói em đúng không? Không phải. Anh ơi, không phải mà. Đứng lại đó. Không phải. Phương à, vậy uống miếng sữa nè. Tại vì cô không ăn gì hết á. Vậy nói hoài không tốt đâu. Phương ơi. Phương à. Cô đừng làm quá lên vậy chứ. Một miếng hả? Đẹp phục. Ông hiệu trưởng thấy chưa? Bây giờ ông thấy không? Nè đó, ông hiệu trưởng thấy chưa? Bây giờ em nó quýnh con tôi, bây giờ chị nó quýnh tôi nữa nè, ông hiệu trưởng thấy chưa? Uyên ơi, chị không biết là phải làm gì với em nữa. Nếu mà em không thay đổi tính tình của em như vậy hoài thì tương lai của em sẽ ra sao? Làm sao mà chị có thể theo em cả đời này để mà giải quyết rắc rối của em được? Chị thật sự là không biết làm gì cho em nữa. Phương nè. Con vô trong nhà đi. Ngồi ngoài đây sương xuống lạnh lắm. Coi chừng bệnh bây giờ. Anh vô nhà đi, anh cứ kể tôi. Nhưng mà chị muốn chia sẻ cùng cô một chút nào đó thôi. Tôi không làm mồm đâu, cô yên tâm nha. Nghe ba dặn nè. Dạ. Một lát con nhỏ đó có lại á, con phải giả thiệt là thê thảm vô, than đau nhiều vô, nói là đêm qua ngủ không được, vừa đau vừa rát phải than nhiều như vậy á. Còn em nữa, nói là vợ chồng mình á là đêm qua ngủ không được, giường điện ở đây không có êm, nói là tiện nghi ở đây không có giống ở nhà, rồi lo lắng cho con gái nữa. Đó, mình phải nói cho mạnh vô để chi mới có cớ mà nó đưa tiền ra bồi thường mà tổn thất thể chất lẫn tinh thần của mình, hiểu chưa? Phải đó ba. Ba cứ đòi thật nhiều vào. Nếu mà chị không chịu á thì nhà mình dọa báo công an. Bà chị đã thương em gái lắm, bà ấy sẽ không để bất cứ một vết dơ nào có trong lý lịch của con Uyên đâu. Mà ba, nhà chồng của bà ấy giàu lắm, nhà mình cứ mặc sức mà bào. Đúng không mẹ? Hai cậu là ai vậy? Chào hai bác. Chào hai bác.
Đây có phải bé Yến không? À, đây là con gái của tôi. Nhưng mà hai cậu là ai? Ờ, thưa hai bác, tôi là Vinh Hiển, là anh rể của bé Nhã Uyên. Hôm nay tôi tới đây là để thăm sức khỏe bé Yến. Và tôi xin thay mặt gia đình chân thành xin lỗi tới bé Yến cũng như hai bác về hành động nông nổi của bé Uyên nhà tôi. Xin lỗi làm sao được? Nó đánh cái mặt con gái tôi trầy trụi ra hết như vậy rồi. Xin lỗi là xin lỗi làm sao? Tôi có chút quà gửi tới cho hai bác. Gửi hai bác. Yến à, em thấy trong người thế nào rồi? Em thấy mệt lắm anh, vừa đau vừa rát, cả đêm mà em còn không ngủ được. Cả đêm á, nó có ngủ được đâu. Rồi báo hại cả hai vợ chồng tôi á, cũng đâu có ngủ được. Con Uyên nó ác nhân thiệt. Con gái người ta có cái mặt à, mà nó đánh, nó cào cấu trầy trụi cái mặt như vậy á. Rồi á, mai mốt cái mặt con tôi có thẹo thì sao? Tôi nghe nói á, vết thương mới như vậy nè, đưa ra nước ngoài mà điều trị á, chắc chắn không để lại thẹo. Bây giờ á, không ấy cậu làm thủ tục đi, để chúng tôi đưa con gái chúng tôi qua Hàn á, hay là qua xin gì đó điều trị, để tránh những điều đáng tiếc về sau. Những gì cần làm thì chắc chắn tôi sẽ làm. Nhưng mà cái điều quan trọng bây giờ không phải là chi phí chữa bệnh, mà là sức khỏe em Yến đây. Em có đau nhiều lắm không? Dạ, có anh. Đúng là con gái xinh đẹp như thế này, có một vết sẹo trên mặt thì không đẹp chút nào. À, nè cậu, không ngờ ra nông nổi như vậy. Cậu làm gì con gái tôi vậy? Vết thương rất là nặng. Cậu đang nghĩ mai cái gì? Ý cậu là sao? Cậu muốn gì? Tôi muốn hòa giải trong em đẹp, thưa bác. Đúng rồi. Trước khi tới đây, tôi đã gặp bác sĩ trưởng khoa, người đang trực tiếp điều trị cho bé Yến. Trùng hợp là anh ta và tôi là bạn thân của nhau. Trái đất tròn quá. Hồ sơ bệnh án ghi rất rõ, với vết thương của bé Yến, chỉ cần sát trùng, bôi thuốc và băng bó nhẹ là xong. Vết thương chạy xứ chút xíu vậy chắc không cần phải đi nước ngoài đâu ha. Kiên nè, tấm lòng của cha mẹ luôn yêu thương con cái của mình. Với cha mẹ thì một vết thương nhỏ của con thôi cũng được xem như là một tai nạn thảm khốc. Ồ. Khi ta còn yêu, đẹp như bức tranh mới điểm màu, phai nhạt nhòa đi chỉ khi mình chưa thấu hiểu. Quá lớn những cái tôi đang dần ghiếm trong những cơ hội, nhiều lần hàn gắn lại nhưng cũng chẳng thành. Thời gian dừng lại, anh sẽ mặc kệ ai đúng ai sai. Sao phải cố chấp hủy hoại đánh mất đi hết tương lai? Chẳng ai giữ lại, chẳng phải một trong hai đã phai nhòa. Dần thành những thói quen khiến yêu thương trở nên xa lạ. Vì yêu mà đến sao không trân trọng một nửa chân thành? Sao lại để sai trái dẫn lối đau thương hòa vào mất mát, khiến nhiều nhau một chút, chẳng mất một người chẳng phải bị tìm. Liệu thắng có được hạnh phúc hay chung vắng cô đơn ở lại? Trái đắng đã chất lỡ yêu em sẽ hoàn trong vắng. Ý ta yêu cho nhau niềm tin rất nhiều vì chưa yêu.